Kính thưa cộng đoàn, hôm nay ngày quốc tế truyền giáo thì phần lời Chúa đều quy hướng về chủ đề này. Bài đọc thứ nhất: nhà ta được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Các dân tộc, các đất nước đã được chuẩn bị để đón nhận ánh sáng từ Jerusalem, từ Chúa, và vinh quang của Chúa bùng dậy ở đây. Rồi tất cả các dân tộc lũ lượt đi về, tiến về nhà Chúa. Và nhà Chúa được gọi là nhà cầu nguyện, nhà dành cho mọi dân tộc trên thế giới. Qua bài đọc 2, Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi, cho mọi người, không loại trừ ai. Đó là ý định khi tạo dựng nên con người. Và Chúa cho con người được đón nhận tình thương và được cứu độ nơi Đức Giêsu Kitô. Và cuối cùng bài tin mừng, bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu trong sách Matthêu, thì khi Chúa Giêsu trước khi về trời thì Ngài quy tụ các môn đệ lại và Ngài nói những lời quan trọng sau đây: mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Rồi giảng dạy cho họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và câu cuối cùng: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Thưa cộng đoàn, như vậy phần lời Chúa ngày hôm nay bảo đảm cho chúng ta rằng Thiên Chúa đã chọn gọi chúng ta và gọi đích danh mỗi người chúng ta để trở nên người con cái Thiên Chúa. Và Chúa hứa mọi quyền năng trên trời dưới đất được ban cho Thầy, Thầy cũng ban lại cho các con. Như vậy, những gì chúng ta đang thi hành ở đời sống của chúng ta trong đức tin là chúng ta thi hành theo mệnh lệnh và quyền năng của Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Thế nhưng cái điều này chúng ta hay quên. Chúng ta lo lắng một nơi khác Chúa nói: lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Như vậy cả một ngôi nhà trần gian này, cả cuộc đời của chúng ta này sẽ qua đi nhưng không mất. Mặc dầu Chúa sai chúng ta vào trần gian, vào nơi nguy hiểm và gian nan, nhưng chúng ta đừng xao xuyến, đừng lo lắng sợ hãi, bởi vì Chúa sai chúng ta đi, Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta thực sự sống trong cuộc đời này tràn đầy cái ý nghĩa, cái niềm vui của người con cái Thiên Chúa. Cho nên đừng lo lắng xao xuyến về cuộc đời này, Chúa thêm sức mạnh cho chúng ta. Và cuối cùng thì chúng ta lại quên một điều mà Chúa Giêsu nói: quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi đấng cứu độ chúng ta, và chúng ta về trời, nơi đích thật là quê hương của chúng ta. Thế mà chúng ta cứ quên đi những điều này, những lời an ủi rất là sâu xa này của Chúa, để chúng ta lo lắng mọi chuyện. Chúng ta mất đi niềm tin khi chúng ta gặp đầy thử thách ở cuộc sống này. Thưa cộng đoàn, lời Chúa hôm nay giúp cho chúng ta được vững vàng tin tưởng Chúa sai chúng ta đến, Chúa nâng đỡ chúng ta cuộc đời này. Rồi khi hết cuộc đời này, Chúa mời gọi chúng ta về quê hương trên trời. Đó là cả một quá trình đời sống đức tin của chúng ta. Rồi nhiều thế hệ sống cái niềm tin này. Hôm nay chúng ta cử hành lễ cầu nguyện cho việc truyền giáo. Thì hàng năm các đức giáo hoàng vẫn đưa ra những ý tưởng mới, những sứ điệp về ngày thế giới truyền giáo. Năm nay, năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco cũng gửi đến cho chúng ta một thông điệp rất dài
nói về việc mà các tông đồ ngày trước đã phải ra công nghị để chất vấn với tất cả những quan quyền, tra xét về cái niềm hy vọng của các ngài, thì có một câu làm nòng cốt: chúng tôi không thể không nói về những điều chúng tôi đã thấy và đã nghe. Chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi thấy tất cả những điều mà Thiên Chúa làm, những điều kỳ diệu nơi đời sống chúng tôi, và nghe lời hằng sống của Chúa. Thì giờ đây chúng tôi không thể bịt mắt, bịt tai, mà chúng tôi phải công bố lên để lời Chúa được vang xa đi. Vậy thưa cộng đoàn, trong những ngày vừa qua chúng ta cũng trải qua cơn đại dịch Covid, giống như trên thế giới có nhiều nơi bị đe dọa, nó truyền đi những bệnh tật và lo âu. Thế nhưng cũng trong chính dịp này, biết bao nhiêu những người sống niềm tin đã tiếp tay để sống cái niềm tin, để giúp đỡ những người nạn nhân, những người anh chị em của chúng ta. Và nếu kể ra điều này thì rất nhiều những hoàn cảnh, từng tu viện cũng đã xông pha ra những tuyến đầu để cứu giúp những nạn nhân, các tu sĩ, linh mục. Rồi biết bao nhiêu cơ quan đoàn thể cũng đã đi đến giúp đỡ những nạn nhân. Rất nhiều từng cá nhân đến với những cá nhân, rồi đoàn thể, rồi dòng tu, rồi xã hội, biết bao nhiêu đã thể hiện tình liên đới. Và đó là về phương diện y tế. Còn nếu trên phương diện đức tin thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng loan truyền một cái niềm tin, một cái niềm vui khi chúng ta giúp cho những người khác được vực dậy trong những âu lo, thậm chí trước cái chết của mỗi người nữa. Thì bằng thái độ can đảm, sống đức tin và chia sẻ cái niềm vui trong những cơn hoạn nạn đấy, chúng ta gọi là chia sẻ yêu thương. Trong những ngày này cũng có thể gọi như là một chia sẻ, một cái tinh thần để chia sớt cái niềm tin, niềm vui khi chúng ta tin vào Chúa. Cho nên chúng ta tin gì, chúng ta thấy gì trong cuộc đời này, chúng tôi không thể không nói về những gì chúng tôi đã thấy và chúng tôi đã nghe. Thì Đức Giáo Hoàng đã mượn câu này để khai triển cái tư tưởng của Ngài, để cho chúng ta thấy rằng ngay những người yếu đuối nhất, ngay những người gặp giới hạn nhất và gặp rắc rối nhất cũng có thể là những người ra đi truyền giáo theo cách riêng của họ. Họ có gì họ trao đấy, họ nói đấy, họ làm đấy. Vì sự tốt lành có thể được chia sẻ bằng bất cứ hình thức nào, có khi nó kèm theo với bất cứ cái giới hạn. Và thưa cộng đoàn, hôm nay là ngày Thế giới truyền giáo mà chúng ta mừng hàng năm, không phải chỉ để cầu nguyện mà thôi, nhưng mà nhìn lại chính cung cách sống đạo của chúng ta nữa, để góp phần vào việc truyền giáo, truyền bá niềm vui, đức tin, sự cậy trông nơi Chúa. Và chỉ có Chúa mới đem lại cho chúng ta sự sống đích thật có ý nghĩa. Mọi quyền năng trên trời được trao ban cho Thầy thì Chúa đã trao cho chúng ta, điều đó là điều chắc. Chúng ta nhắc lại với nhau mãi điều này. Rồi khi chúng ta gặp sự thử thách gian nan thì chính Chúa trở nên sức mạnh cho chúng ta. Rồi quê hương của chúng ta là quê trời, cho nên không có gì để chúng ta lắng lo trong cuộc sống trần gian này. Vậy chúng ta hãy sống cái niềm vui của ngày truyền giáo này trong đức tin. Tôi thấy hiện tại có một cái gia đình tôi biết, ít nhất là hai hoặc ba gia đình được mang tiếng là đạo đức, đạo hạnh. Thế nhưng khi một sự cố bất hòa trong gia đình xảy ra thì cha mẹ và con cái không nhìn mặt nhau. Rồi anh em trong gia đình cũng xung khắc nhau. Và cuối cùng thì gia đình tan vỡ mà không có cách nào hàn gắn được, không có lời an ủi nào từ cha xứ, từ trong xóm ngõ. Nghĩa là đức tin là một chuyện, còn sống đức tin và thể hiện cái niềm tin đó với nhau là chuyện khác. Thậm chí tuyên bố từ nhau.
Nếu mày lên thiên đàng, tao lên đó thấy mày, tao xuống ngay, tao không cần thiên đàng của mày, vân vân. Những câu nói rất nặng nề ấy thì nó cho chúng ta một trong những cái suy nghĩ của ngày hôm nay. Chúng ta sống đời này, chúng ta đang gặp những khó khăn, rồi chúng ta sống đức tin, và chúng ta thể hiện cái đời sống của chúng ta ở đâu nếu không phải là trong tất cả những hoàn cảnh sống của chúng ta ngày hôm nay. Vậy thưa cộng đoàn, chúng ta có rất nhiều những hoàn cảnh để sống đức tin. Có những hành động rất nhỏ bé, nhưng bằng một lòng mến, một tình yêu thì nó thể hiện cái đức tin của chúng ta. Thì chúng ta đang thể hiện đấy trong từng giây phút cuộc đời của chúng ta hôm nay. Xin Chúa ban cho chúng ta khi đón nhận lời Chúa, cái niềm vui và tình thương của Chúa trong cuộc đời, khi chúng ta được đón nhận thì chúng ta cũng sẽ trao ban, chuyển giao cái niềm vui cho người khác. Đó là cái nhiệm vụ truyền giáo, truyền bá đức tin, truyền bá tình thương của Thiên Chúa cho những người khác. Xin Chúa ban cho chúng ta, như Đức Giáo Hoàng nói, bất cứ ai, dù trong hoàn cảnh nào, khó khăn đến đâu, chúng ta cũng có cái để trao cho những người khác trong niềm tin và tình yêu vào Đức Kitô Phục Sinh.